có một cái thứ rất là phiền phức phức tạp và lắm lắm thứ để nói à, khi mà có rất nhiều anh em hỏi mình là ừ chiến lịch màu là như thế nào hệ màu là cái gì và tại sao lại lúc thì dùng Adobe RGB lúc thì dùng sRGB cuối cùng nó là cái gì à, nhé đồn là khi đi in thì chúng ta phải sử dụng CMYK vậy thì chúng ta có nên thiết kế hình ảnh ở trên máy máy tính màn hình của chúng ta làm sử dụng CMYK hay không à, và tại sao hình các bạn lưu ở đây nhìn nó đẹp trên màn hình máy tính các bạn nhìn rất là đẹp nhưng mà khi các bạn à, gửi upload hình lên facebook nhìn nó lại là một màu khác và khi các bạn gửi hình cho một người khác xem ở trên máy của họ nó lại một màu khác và khi các bạn xử lý ở trên màn hình của các bạn và xem trên chiếc điện thoại cũng của chính các bạn thì nó lại là một màu khác à, trong ngày hôm nay thì à, mình sẽ à, cùng nhau làm rõ với các bạn về hệ màu ha rồi, ok. À, để cho các bạn dễ hình dung thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích à, làm rõ ha ở trong cái thực <laughs> okay, tế cái này nó rất là nhiều nhưng mà về cơ bản để để cho nó dễ hình dung thì nó đơn giản lắm. À, nó rất đơn giản thôi. Anh em đều nghĩ gì nó phức tạp nó lớn lao hay nó nó như thế nào cả. Đơn giản như này. Cái mà các anh em đang thấy cái đường lưỡi bò mẹ cái đường lưỡi bò trên dẫm này cái đường mình sẽ tìm cái đường khác ví dụ như là đây đây là đây đây là hình chiếc lá đi đấy đấy cái cái hình chiếc lá này ha đó hình cái lưỡi hình cái lưỡi này á, nó sẽ là quang phổ màu mà mắt người chúng ta có thể nhìn thấy được ha à, và đúng rồi mắt người có thể nhìn thấy được và mình mình không biết cái cái, cái điểm này có sai không nhưng mà đại khái thế ha thì đấy các bạn thể thấy là cái uh, hiển thị màu của sRGB Adobe RGB Pro Photo RGB ở đây uh, thường ở trên máy các bạn khi các bạn chọn chế độ chụp thì nó sẽ có hai cái hệ màu uh, gọi là phổ biến nhất đó là sRGB và Adobe RGB À, ngoài ra raw photo thì nó sẽ có ở trên Photoshop ha tuy nhiên cái này nó nó cái hệ gam màu raw photo này nó rất là lớn nó quá nhiều thứ và các bạn thể để yên là chúng ta có nhiều cái vùng màu mắt người còn không nhìn thấy được nữa cho nên là bỏ qua raw photo nhé rồi ok hai hệ màu chúng ta thường sử dụng nhất đó là srgb và H rgb ở đây các bạn thể thấy ngay cái của chúng ta này cái, cái đường hình uh, tam giác này hình tam giác này chính là cái vùng mà cái hệ màu RGB này nó có thể chứa có nghĩa là những cái màu xanh à, thì màu xanh lá cây nó hiển thị tối tối đa là chỉ tới đây thôi. Màu đỏ tối đa nó chỉ tới đây rồi. Có nghĩa là nó nó không phải là màu đỏ hoàn toàn, màu đỏ hoàn hảo, màu đỏ gọi là tuyệt vời như kiểu là pro photo ở đây để chạm tới cái ngưỡng luôn. À nhưng mà RGB nó tới đây thôi, ha. Nó như thế để các bạn hiểu là ừ, khi chúng ta sử dụng một cái ảnh uh, srgb thì khi các bạn để cái màu đỏ gọi là màu đỏ hoàn hảo ở trên này đó các bạn kéo sang màu đỏ thực chất nó không nó chưa phải là màu đỏ đâu. <laughs> hiểu không hiểu không ha hệ màu rgb thì nó chứa những cái quang phổ màu mà mắt người có thể nhìn thấy được thuộc ở trong cái vùng này ha adobe thì nó mở rộng hơn có thể thấy so sánh ngay là cái này nó giống như là hình, đó, hình nó, nó tới có 560 à ở đây nó nó, nó kéo dài lên 5, tới cái mốc số 540 này đó nó rộng hơn nó dài hơn màu đỏ nhiều hơn và chủ yếu nhiều nhất là các bạn có thể thấy là cái phần màu xanh lá cây của nó nhiều hơn ha như vậy thì có nghĩa là gì? đúng gọn cái quần lại là srgb cái phổ màu nó nhỏ hơn là adobe rgb cho nên là nó sẽ nhẹ hơn thứ nhất nó nhẹ hơn nó phổ biến hơn lý do là bởi vì như thế này này cái Adobe RGB á thì nó, cái, cái, cái hệ màu này nó còn liên quan tới cái chất lượng màn hình nữa có nghĩa là khi các bạn sử dụng một cái màn hình gọi là màn hình phổ thông ví dụ như là những cái màn hình hồi xưa chẳng hạn thế à, hoặc là đa số những cái phần màn hình bây giờ cũng vậy thôi thì nó sẽ chỉ loanh quanh ở cái mức sRGB mà thôi và nó chưa thể nào nó nó hiển thị được cái màu sắc mà nó chuẩn như là Adobe RGB ha thì sẽ có màn hình có ví dụ như là những cái MacBook có này, à, Dell UltraSharp hoặc là những cái à, màn hình gọi là dòng rất là cao cấp thì nó sẽ có. À, và một số cái màn hình gaming hiện tại nó cũng đã tiệm cận được tới gần cái mức Adobe RGB rồi. Nhưng mà nói như thế để các bạn hiểu là Adobe RGB không phải là máy nào cũng nhìn được ha và lại thêm một vấn đề nữa đó là đối với Facebook <laughs> khi các bạn để Adobe GB á, thì cái hình của các bạn nó sẽ có cái size lớn hơn và mặc định khi các bạn up một cái hình à, nào đó lên trên Facebook á, thì nó sẽ à, giảm cái chất lượng ảnh của các bạn xuống bởi vì à, đơn giản thôi là Facebook nó không phải là một cái mạng xã hội để chứa hình Ha. nó chỉ là một cái mạng xã hội đơn thuần nó làm nó làm rất là nhiều thứ ở trong đó bao gồm uh, up hình các thứ rồi chia sẻ chơi chơi cho vui thôi nó không giống như là flick hay là tem năm trăm pixel hay là gì đó để nó chuyên về hình thì nó sẽ lưu cái profile cho nên khi các bạn up một cái hình uh, mà các bạn chỉnh trên máy khi các bạn up lên facebook á mặc định nó sẽ tự động nó scale down xuống nó nó giảm chất lượng xuống ví dụ như là hình các bạn đang là rgb nó sẽ giảm xuống còn srgb và lúc đó vấn đề xảy ra bị lệch màu ha thì ở trên cái uh, Photoshop của chúng ta ở đây mình sử dụng stock của bạn Hiếu nuôi nhé thì um, thông thường các bạn chỉnh màu hoặc là các bạn chụp ở trong máy ra á, thì nó sẽ là srgb hoặc là Adobe rgb thì uh, tùy theo các bạn set ở trên máy thôi nhưng mà thông thường mặc rồi mặc định nếu như các bạn sử dụng là à, uh, mặc các bạn chụp ảnh raw á, thì nó sẽ lưu Adobe RGB luôn ha. Còn JPEG thì nó sẽ tùy theo cái setting ở trên máy ha. À, mặc định nó sẽ là Adobe RGB. Khi các bạn mở bất kỳ một cái file raw nào nó lên chẳng hạn vậy. À ví dụ như là đây mình sẽ mở một cái camera raw đây. Thì à, khi các bạn chỉnh trên raw, các bạn mở camera raw lên á. Đâu rồi, đâu rồi. Ồ, một cái hình bé tí xíu mà mở camera raw có vẻ nặng nhọc dữ vậy ta. Đây, khi các bạn mở cái Camera lên ở đây không có luôn mình sẽ mở một cái stock nào đó bất kỳ uh, Stop, uh, đâu rồi, stop sưu tầm uh, Hứa thảo nguyên, label đã Đây này khá là đẹp, mình sẽ mở của bạn Dương Duy Thảo ra ha Stock của bạn Dương Duy Thảo ha Thì uh, nói chung là trong Camera nó sẽ cho các bạn chọn cái chất lượng hình Khi các bạn xuất ra ở trên Canvas Photoshop á Đây các bạn thể thấy ngay ở dưới chúng ta khi mở bất kỳ một file RAW nào ở dưới dòng phía dưới này nó sẽ là Adobe RGB 1998 8 bit và nhiều đó hay là 16 bit tùy các bạn thì các bạn có thể click vô cái dòng này để các bạn có thể chỉnh ngược nó lại thành sRGB hoặc là Adobe RGB tùy ý muốn ha sRGB hoặc Adobe RGB nếu vậy thì khi nào thì các bạn nên sử dụng sRGB và khi nào chúng ta nên sử dụng Adobe RGB thì như thế này cho nó dễ hình dung à, để cho nó không có bị chênh lệch quá nhiều á thì ở trên Photoshop nó cũng cho chúng ta một cái chế độ gọi là à, gọi là coi thử coi là ừ khi máy các bạn khi cái hình này các bạn đang làm ở cái hệ màu này và khi chuyển sang hệ màu khác thì nó sẽ thế nào thì đó là chức năng proof à, ha, proof view ha, proof color à, các bạn có thể vào trong cái view này và các bạn sẽ thấy chữ Proof setup ở trong này thì uh, nó sẽ cho các bạn chọn ví dụ như ở đây mặc định mình đang để là Internet standard và group color mình đang để là không có check ha ha thì ở đây ví dụ như là hình này thì nó đang là srgb rồi nhưng mà ví dụ như là mình muốn convert nó sang uh, Adobe rgb đi convert sang Adobe rgb đây mình sẽ sử dụng Adobe rgb ở đây nó sẽ có rất là nhiều hệ màu các bạn thể thấy ở đây tùm lum thứ hệ màu luôn kể cả CMYK và Adobe À, và RGB nó cũng sẽ có rất là nhiều ha. Tại vì mỗi cái thiết bị, à, mỗi cái màn hình, mỗi cái thiết bị hiển thị á thì nó sẽ có một cái à, hỗ trợ nó sẽ có một cái công nghệ để nó hỗ trợ cái hệ màu và nó sẽ có cái sự trinh lịch ha, cho nên là mỗi cái hãng nó sẽ có một cái à, gọi là profile color, ICC profile đó để định nghĩa và làm cho những cái thiết bị khác có thể đọc được là ừ cái màn hình này của tao nó hiển thị màu xanh này như thế này màu đỏ thì như thế kia các thứ đồ để cho những cái màn hình nó chuyển qua chuyển lại được nó hiểu để mà nó convert lại, nó đổi lại làm sao nó hiển thị được cho chúng ta coi ha, thì ở đây mình sẽ ví dụ như là mình muốn convert cái hình này trở thành đen Uh, Source Space là Profile là sRGB và Destination Space có nghĩa là cái uh, cái cuối cùng khi mình click OK này thì, thì nó sẽ đổi từ cái Source này sang cái Destination uh, đang là sRGB thì mình đổi thành RGB Cái chức năng này các bạn sẽ vào trong Edit và chọn là Convert to Profile nhé. Thì để cho nó tốt nhất á, thì uh, Profile thì nó đơn giản là một cái hệ màu thôi, cho nên là tốt nhất là các bạn sẽ có thể là giảm xuống được, ha. chứ ít khi nào chúng ta tăng lên, bởi vì tăng lên nó gần như là gần như là vô dụng, ha. rồi nhưng mà không sao cả. như hình này thì đang là Photoshop đã để cho mình là cái uh, mặc định ta đang là Adobe RGB rồi. thì đây ví dụ như là mình muốn biết là ừ cái hình này khi nó đổi thành sRGB thì nó sẽ thế nào, ha? thì đây các bạn sẽ click vào Internet Standard ngay lập tức ngay lập tức luôn các bạn sẽ thấy của chúng ta nó nhợt nhạt hơn rất là nhiều ha. Đây mình sẽ view này. View trước này. Đây là Adobe RGB và đây là sRGB. Có nghĩa là khi các bạn khi các bạn mà các bạn lưu cái hình này là Adobe RGB, RGB, Adobe RGB hoặc là Apple RGB nó gần giống nhau. Apple là để cho những cái màn hình hiển thị của uh, MacBook chẳng hạn thế hoặc là Mac OS hoặc là iMac chẳng hạn uh, thì nó sẽ uh, sử dụng cái hệ màu là Apple RGB, nó gần giống Adobe RGB. Thì đại khái khi các bạn hình tấm hình của các bạn đang ở một cái gam màu nó lớn ha là Adobe RGB như hình này thì khi các bạn lưu lại với cái hệ màu là Adobe RGB luôn và các bạn up lên trên Facebook á mặc định Facebook nó sẽ giảm xuống ha nó sẽ giảm xuống à, đầu review và khi nó giảm xuống á, thì các bạn sẽ thấy nó như thế này nè nó nhợt nhạt hơn nó nó chẳng màu nào giống như là cái màu nào giống như là cái màn hình mà các bạn coi lúc đầu cả. Lý do tại sao? Đó là bởi vì cái thuật toán để mà người ta chuyển từ cái uh, hệ màu lớn xuống hệ màu nhỏ thì tùy tùy những cái uh, engine ha, tùy tùy những cái gọi là thuật toán để nó chuyển xuống á, thì ví dụ như là trên máy tính của các bạn thì các bạn có thể ngay lập tức biết được hoặc là những cái engine engine chuyển màu của thằng Adobe Photoshop nó rất là tốt cho nên khi các bạn chuyển cái này ví dụ như là Convert profile đang là Adobe RGB các bạn chuyển về sRGB thì nó sẽ không có bị chênh lệch quá nhiều ha nó sẽ không bị chênh lệch quá nhiều nhưng hồi nãy là group setting của ông ta đó group setup của ông ta đó là Standard bây giờ thì hết rồi tại vì mình đang để là sRGB thì nó chuẩn rồi ha thì nếu như mà các bạn để Adobe như hồi nãy đó thì lên trên Facebook khả năng rất cao nó sẽ convert và sẽ làm cho cái hình của các bạn nó nhợt nhạt giống như hồi nãy Photoshop nó cho chúng ta thấy ha rồi đó là vấn đề khi các bạn up lên trên Facebook ha có nghĩa là gì tóm cái quần lại là khi các bạn muốn up cái hình của các bạn lên trên Facebook á thì các bạn nên uh, chỉnh cái hình của các bạn ở srgb ha nên chỉnh ở srgb bởi vì hầu như tất cả hệ máy của chúng ta đều sử dụng srgb cả ha tuy nhiên à, tất nhiên là nói nói như vậy thì nó là một phần yếu tố để để cái hình của chúng ta nó không bị thay đổi quá nhiều thôi bởi vì cái chất lượng hiển thị của màn hình á mỗi cái màn hình nó lại khác nhau và chất lượng khi các bạn sử dụng qua thời gian nó sẽ lại giảm xuống nữa cho nên ví dụ như là hình cái một cái màn hình một cái cũng là của cái macbook anh em nghe nói macbook thì ở uh, uh, macbook hay là imac hay là những cái thiết bị mac nói chung á thì màn hình nó rất là chuẩn sai nhé bởi vì những cái mac mà ví dụ như là ở đời mới đi nó sẽ khác và khi các bạn sử dụng cái màn hình này qua thời gian rồi cái gì đồ điện tử qua thời gian nó cũng xuống cấp cả màn hình cũng vậy nó sẽ hiển thị không tốt nữa Ha. ví dụ như là những cái con chip hay là những cái bóng đèn diode nó sẽ có hiệu giảm xuống nhẹ thế tự nhiên nguyên một cái cụm ba bóng xanh à, xanh lá cây à, xanh dương và đỏ tự tự nhiên cái bóng đỏ nó hơi bị uh, tắt đèn chút xíu <laughs> hoặc là nó bị giảm cái cường độ sáng chút xíu là lúc đó cái màu đó ở cái pixel đó nó đã khác rồi ha cho nên là khi các bạn uh, chỉnh á, thì srgb nó sẽ là một cái ngôn ngữ chung cho tất cả mọi thiết bị có thể đọc được gần chuẩn nhất so với lại những cái gì các bạn coi trên màn hình À, ở đây có một cái yếu tố yếu 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 tố ảnh hưởng hơn đó là cái chất lượng của cái màn hình nữa ha à, rồi đó là vấn đề đầu tiên rồi đó là up lên trên Facebook hoặc là chuyển sang cho những cái thiết bị coi bằng màn hình khác ha à, tuy nhiên còn một vấn đề nữa đó là in in ấn thì khi in ấn thì các bạn có thể thấy ngay là chúng ta nghe nhiều về chuyện in ấn thì chúng ta sử dụng mực in đúng không thì nó có cái kết cấu với cái cách thức nó hòa trộn màu khác À, ngược hoàn toàn với lại hệ màu RGB mà chúng ta thường coi ở trên màn hình máy tính ha. Thì CMYK á hầu như tất cả mọi máy in tất cả mọi máy in bắt buộc phải theo CMYK. À, tuy nhiên có thể là hệ màu của nó sẽ có khác một chút xíu ha. cái cách thức để mà cái à, máy in á nó hiển thị được cái màu đỏ của nó thì nó sẽ có những cái công thức nó pha trộn khác nhau. ví dụ có có cái máy in á thì cái sử dụng profile nó xài tới 11 cái hộp màu khác nhau lận nhưng mà có những cái à, máy in thì nó chỉ sử dụng bốn màu cơ bản thôi, CMYK thôi. À, đó thì nó tùy theo các số lượng màu khác nhau và cái uh, gọi là cái ICC profile của máy in nó cũng khác nhau nữa. <laughs> các bạn thấy, các bạn thấy nó bắt đầu nó 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 phiền phức và rắc rối không ha? Tuy nhiên túng quần lại để cho nó dễ hình dung nhất, các bạn nhìn lên màn hình giúp mình. Uh, các bạn thể thấy được ngay cái độ lệch pha của hệ màu sRGB với CMYK và Adobe với CMYK. CMYK nó chính là cái hình đa giác ở đây nè. Đó hình đa giác ở đây nè các bạn thấy không? cạnh này cạnh 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 đó đây chính là cái hình đa giác này nó chính là cái vùng hiển thị của CMYK có thể hiển thị được thì các bạn thể thấy là cái CMYK nó lịch rất là nhiều so với lại uh, SRGB hoặc là Adobe S RGB đặc biệt khác nhiều với lại SRGB đây bên 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 trái của chúng ta là SRGB thì các bạn thể thấy là cái phần màu xanh lá cây của chúng ta nó sẽ bị uh, thiếu À, nó thiếu màu đỏ cũng thiếu một tí nó chỉ có màu xanh dương là nó hiển thị ok thôi bởi vì, vì nó nằm chung trong vùng à, nhìn ở đây thì các bạn thể thể hiểu ngay được cái vấn đề rồi là khi chúng ta in nên để Adobe RGB lý do là bởi vì khi à, người chỉnh ở trên lab á, mà người ta giữ nguyên như vậy nhé và người ta chuyển qua máy in á, thì máy in nhiều khả năng nó sẽ đọc được cái ảnh của các bạn tốt nhất nó sẽ convert được tốt nhất nó có nhiều data để nó convert à, sang cái hệ màu của nó tốt nhất ha bởi vì nó giảm đi thì lúc nào nó cũng dễ hơn so với lại cộng thêm. Ví dụ như là ở đây là CMYK nó đang thiếu này. Thì khi các bạn để ảnh của các bạn là SIGB á thì cái um, ICC profile của máy in á nó sẽ phải tự tái tạo lại ha, tự tái tạo lại hoặc là những cái khu vực mà nó không thể tái tạo được thì nó sẽ thành màu xám hoặc là nó chuyển thành một cái màu vỡ 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 kiểu như thế. Thì nó sẽ làm hình của các bạn nó sẽ không có đồng đều màu nó bị lịch màu ví dụ như là ở trong hình của các bạn hình gốc à, màu xanh lá cây nhìn nó rất là mát mẻ, nó màu xanh nhìn nó rất là mướt nhưng khi in ra nó lại trở thành nó nó hơi bền bệt, nó sao sao, nhìn nó ua ua, nhìn nó vớ vẩn kiểu thế lý do là bởi vì các bạn để cái à, hệ màu sRGB và nó convert qua không đủ và cái tùy theo hệ máy nữa, có máy thông minh thì nó sẽ convert nó tốt hơn à, nhưng mà thường đa phần những cái máy ở những cái lab bình thường nó sẽ là bùi bắp ha thì đó là về yếu tố a profile thôi còn những yếu tố khác ví dụ như là chất lượng màn hình của bên nhà in này chất lượng máy in của bên nhà in này chất lượng mực in của bên nhà in và chất lượng cái chất xám của cái người cái cái nhân viên bên nhà in nữa cho nên nó sẽ có rất là nhiều vấn đề mà nó làm cho hình của các bạn nó không có ổn định cho nên nếu như các bạn làm hình cưới thì các bạn nên chọn những cái lab nó lớn ha nó sử dụng những máy in 11 một màu những cái máy in xịn chưa để để cho nó có cái độ đúng màu nhất so với lại màn hình của các bạn và đồng thời nếu các bạn làm uh, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp uh, những cái studio các bạn nên sử dụng những cái màn hình có sử dụng uh, hỗ trợ được adobe rgb uh, ví dụ như là đeo on dòng cao là những cái màn hình dòng cao hoặc là sử dụng uh, những cái thiết bị Mac để chúng ta có thể hỗ trợ được adobe rgb và chúng ta làm việc trên adobe rgb luôn còn như kiểu ví dụ như là các bạn uh, sử dụng màn hình uh, thường chẳng hạn vậy nó chỉ hỗ trợ tới sRGB thôi thì lúc đó các bạn chọn convert to profile mà chọn đổi sang Adobe RGB á thì nói thật nó cũng không có nhiều ý nghĩa bởi vì lúc đó nó chỉ nó nó sẽ chỉ đơn thuần là nó giả lập hỗ trợ các bạn thôi. Còn mặc định lên nó sẽ lệch nó lệch như thường cho nên là à, để cho nó ok nhất á, thì ngay từ đầu các bạn chỉnh các bạn nên để là sRGB và khi các bạn lưu lại các bạn cũng sẽ lưu kèm cái ICC À, embed ICC Color Profile là sRGB luôn. À, ở đây chúng ta sử dụng thông thường nhất là sRGB ICC 61966 gạch 2.1 nhé. Thì đó là một cái hệ màu chuẩn để chúng ta dễ à, chuyển sang nó không có bị lệch màu. À, có một cái fun fact cho các bạn biết là à, thậm chí khi các bạn làm như vậy rồi, thậm chí là hai cái MacBook đời mới xem với nhau rồi nhưng mà hai người nhìn khác nhau thì màu nó sẽ khác nhau bởi vì mắt nhìn của ông ta nó cũng khác nhau những cái thụ thể trên mắt của chúng ta nó cũng có cái độ nhận biết khác nhau thành ra là nếu các bạn đang tìm một câu hỏi một câu trả lời cho cái chuyện là làm sao để nó đồng nhất tất cả cái hình của các bạn à, cho nó ok với tất cả mọi người tất cả màn hình chắc chắn là không có chắc chắn một trăm phần trăm một trăm một phần trăm nhiều thế một ngàn phần trăm luôn không có nha chắc chắn là không có bởi vì cơ thể mắt người chúng ta nó khác luôn rồi. huống chi là cái màn hình nó rất nhiều vấn đề như nãy giờ mình nói cho các bạn nghe nữa. ha. À, thì nhưng mà để cho nó tối ưu nhất hãy để sRGB nếu như các bạn muốn up hình hoặc là sử dụng truyền uh, tay nhau trên những cái thiết bị uh, công nghệ số. Còn nếu như các bạn muốn in nên để Adobe RGB và nên chọn những cái lab uy tín, lab app lớn app sử dụng những cái lab mà sử dụng những cái máy in hiện đại ha thì đó là toàn bộ cái thông tin về uh, hệ màu uh, Adobe RGB, sRGB uh, khi nào sử dụng cái nào và lý do tại sao nó có sự chênh lệch như thế thì mình hy vọng rằng cái video này sẽ giúp uh, ích được nhiều cho các bạn nếu như mình có nói sai điều gì hãy nhấn uh, hãy comment ngay phía dưới để cho mình biết nhé uh, và nhớ like subscribe nếu như cái video này hộ, uh, hỗ trợ gì cho các bạn, cung cấp thêm thông tin cho các bạn. À, toàn bộ video này mình hy vọng các bạn đã hiểu và nắm sơ sơ về lý do tại sao mà chúng ta nên chọn SSB và khi nào chọn lbgb. các bạn đã theo dõi. À, mình biết cái video này chắc là ít người coi lắm nhưng mà thôi kệ, bởi vì có nhiều anh em cũng rất là thắc mắc và bởi vì những cái mà chúng ta làm trên máy tính á thì những cái này mới là những cái giá trị cốt lõi để các anh em hiểu. À, ở đây sẽ có rất là nhiều video khác anh em nhớ click vào để tham khảo nhé. ok, bye bye.